Hôm nay nhân ngày 20 tháng 10, ngày quốc tế đàn ông, mình xin chúc các bạn 8386 mãi đỉnh. Chắc các bạn cũng biết là mùa thu Hà Nội đúng không? Mùa thu Hà Nội nó có một cái gì đó rất Hà Nội. Và trong cái thời điểm mùa thu Hà Nội, các bạn nên thưởng thức bánh rán và cổ. Đây, trước mặt các bạn đây là bánh rán số 52 hàng chiếu các bạn nhé. Đây là bánh mật. Tất nhiên là còn có bánh đường nữa, nhưng mà mình đã lựa chọn bánh mật. Rồi, và món không thể thiếu trong cái thời tiết thu Hà Nội đó là món cốm. Ở đây là xôi cốm các bạn nhé. Đó. Và chúng ta sẽ có lá sen và cái sợi cuốn này. Đó. Mình cũng chưa biết nó là cái gì. Chưa biết nó là cái lá gì đây. Đó. Này nó là xôi cốm các bạn nhé. Chỗ này là 2 lạng với giá là 50.000. Bánh rán của chúng ta thì có 5 cái. Chỗ này là 25.000, mình chỉ là mỗi một cái 5.000. Trước mắt các bạn chính là hai siêu phẩm: bánh rán mật và xôi cốm. Mình cũng không biết có phải làng vòng không. Đó. Nên chúng ta thử thưởng thức xem sao. Rồi, ngay sau đây thì mình sẽ thưởng thức thử cái món bánh rán. Đó. Đây các bạn nhé. Một cái bánh như này là 5.000 đồng. Bánh rán hàng chiếu, số 52 hàng chiếu nhé. Rất nổi tiếng. Wow. Cái cảm nhận đầu tiên của mình, bánh rất ngọt, đậm vị mật. Bên trong lại có thêm một cái lớp nhân đậu xanh, nó quyện với cả cái lớp mật, hoàn hảo. Các bạn nên ăn ngay khi chúng ta vừa mua thì nó sẽ đảm bảo cái hương vị tuyệt vời nhất của bánh. Tiếp theo ngay sau đây thì mình sẽ thử cái món xôi cốm. Xôi cốm này thì có cả dừa nữa. Đấy. Xôi cốm đấy các bạn nhé. Bình thường là người ta bán cốm với cả xôi riêng thì bây giờ người ta trộn lẫn vào. Đấy, có thêm cả dừa nữa, dừa nạm. Người ta bán trong một cái gói lá sen này. Người ta bán 2 lạng. 2 lạng với giá 50.000. Mình mua ở nhà thờ. Đó. Các bạn cứ đến khu vực nhà thờ thì những cái người mà bán những cái món xôi này nó sẽ ngồi ở vỉa hè rất là nhiều. Trong này người ta cho cả hạt sen các bạn nhé. Cốm, đậm hơn cốm, thêm cả vị rất là dừa nữa. Đó. Ok, vị vừa phải. Đó, tuyệt vời. Trong những cái thời tiết thu Hà Nội như này, sáng với tối lạnh, trưa hơi nóng, ngoài cái việc là chúng ta có thể chụp ảnh đó, chụp ảnh thời tiết này rất đẹp, thì chúng ta có thể thưởng thức những cái món, rất nhiều món đặc sản ở đây, nhưng mà ở đây thì mình chỉ có bánh rán và xôi cốm.
Thực sự ở đây xôi cốm là đặc trưng nhất cho mùa thu Hà Nội. Mình dán ăn cũng ok. Nói chung là hai món này thì các bạn rất nên thử. Mùa nào cũng được, nhưng mà nếu mà không phải mùa thu thì có lẽ sẽ không có cốm đâu. Còn bánh rán thì mùa nào chúng ta có thể ăn. Đó, xôi cốm các bạn nhé. Quá tuyệt vời các bạn. Ăn những món này chúng ta nhâm nhi thêm một tách trà. Cuộc sống của chúng ta thật sự là các bạn sẽ cảm thấy nó thi vị hơn rất là nhiều. Bánh rán. Tuyệt vời.